Trung Hậu xin thân chào tất cả các tín đồ công nghệ của Di Động Việt. Và các bạn ơi, Honor chính là dòng sản phẩm giá rẻ nhưng lại có một cấu hình tốt của Huawei. Và Honor 7 chính là một trong những thiết bị đang được giới công nghệ tìm kiếm cũng như theo dõi những thông tin của nó. Và sau sự thành công đó thì Huawei lại tiếp tục đưa ra một bản nâng cấp hoành tráng với tên gọi là Honor 7 Enhanced Edition. Và về thiết kế thì vẫn mang những thiết kế giống với Honor 7 với vỏ kim loại sang trọng và bảo mật dấu vân tay. Nhưng điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là thiết bị có màn hình rộng đến 5,5 inch và thiết kế có phần sang trọng nhưng nhẹ nhàng ở những điểm nhấn bo tròn xung quanh thân máy và những phần nhựa sống cũng làm cho hài hòa với màu máy. Và phần bảo mật dấu vân tay nằm ở mặt dưới nhưng được bố trí ở 1/3 bố cục máy nên vị trí này sẽ dễ dàng để thao tác hơn. Còn về cấu hình thì các thông số kỹ thuật vẫn giống nhau, có nghĩa là nó vẫn được cung cấp bởi Kirin 935 chipset và 5,2 inch màn hình Full HD. RAM là 3GB, trong khi cấu hình bao gồm camera 20MP ở phía sau và phía trước là 8MP. Nó cũng có một viên pin dung lượng 3100mAh và với các tính năng cảm biến dấu vân tay ở phía sau. Bộ nhớ trong là 32GB và chạy Android 6.0 Marshmallow, so với Honor 7 thì chỉ có 16GB mà thôi. Thì hiện tại thì sản phẩm này chỉ có một nguồn con duy nhất. Và với Honor 7 Enhanced Edition thì Huawei đang hướng tới những đối tượng khách hàng muốn tìm kiếm một pha LED sang trọng, lịch lãm và quyến rũ với những đường nét kim loại được gia công một cách tỉ mỉ. Còn các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin đừng quên like, share cũng như nhấn theo dõi chúng tôi để có thể cập nhật những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.